rất nhớ năm ba luôn. Nó như là một dấu chấm lặng để mình nhìn lại bản thân, có sự quyết định chín chắn ở trong đó hơn. Năm tư mày sẽ làm cái đồ án đầu tiên lớn nhất đời mày đó. Đó là cái đồ án tốt nghiệp. Mình làm bài tốt nghiệp là bài gì, chủ đề gì, phong cách gì. Bên cạnh đó mình có sự hỗ trợ của thầy cô hướng dẫn. Mình làm về LGBT. Có nhiều bạn bạn chuẩn bị từ năm 3 rồi, nhưng mà mình tới gần sát năm 4, gần sát cái buổi duyệt á, chủ đề á, mình mới thật sự dám làm cái chủ đề đó. Tại mình thấy thôi, mình không thể giấu mình nữa. Để làm được cái bài tốt nghiệp đó thì mình hay nghĩ sâu nghĩ xa á, nhưng làm xong là phải bán được, làm xong là phải được điểm cao. Đó là suy nghĩ ban đầu. Mà phút sau thì mình chỉ cần là mình được nói thông qua cái artwork của mình. Mình được nói khi mình thuyết trình. Và đó là lần thuyết trình thành công đầu tiên. Suốt 4 năm thì mình là đứa nhạt nhẽo nhất ở trong trường. Ý là ít nói chuyện, ít giao du. Cứ tới buổi học rồi lên thôi. Hoặc là ở sau buổi học tới lúc mọi người về hết thì về. Và tiếc lại một cái đó là tại sao mình không có cố gắng, mình năng nổ lên xíu. Thì bây giờ mình đã có những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Nhưng mà song song đó thì mình cũng có những mối quan hệ nó ít giao du. Nhưng mà được cái là khi người ta có chuyện á, người ta đều nhắn tin: Phượng ơi, tôi buồn quá. À, một cái thùng gửi thư của mọi người vui lắm, thích cái đó. À, mình có cái hay quên nên mọi người yên tâm là mọi người cứ nói một thời gian sau là mình cũng quên à. Sau đại học á, có một cái mình không ngờ tới là gần một nửa những bạn làm bài đồ án tốt á, bạn đều hơi có vấn đề tâm lý một xíu. Đa số những bạn á, bạn bị dồn nén từ nhiều năm, từ năm 2, năm 3, năm 4, mình phải chịu đựng, mình xa nhà nè, chịu đựng những cái mới mẻ nè, mình chưa bao giờ gặp, từ mọi người xung quanh, từ những công việc, áp lực. May mắn là mình được nói chuyện với một vài bạn sau khi năm 4 đó. Mấy bạn nói là muốn kết thúc cuộc đời mình đi tại thấy xì chết quá. Xong rồi kết cục là mấy bạn biết gì không? Thực ra thì không có ai hói mình hết trơn, mình tự áp lực coi. Mấy bạn nói là mình đi chương chương, xong đại học rồi mà mình chưa có việc làm. Gia đình mình cũng tốn bao nhiêu sức, mình cũng tốn bao nhiêu công lao đó để xong cái đại học, để có được việc làm tốt. Mình nhận ra là cái mình thiếu đó chính là gia đình bên cạnh. Trong những năm đại học đó, tụi mình thiếu cảm giác gia đình á, thấy không có an tâm, thấy bị hụt hẫng khi mà đại học xong mà chưa có việc đó. Mình bị panic attack một thời gian dài luôn. Mình với mấy bạn đó kiếm bác sĩ tâm lý mới ghê chứ. Chuồn chuồn, bay thấp, nhưng mà không mưa đâu hả? Mày biết mày đang ở chiều cao nó ngang ngang với tầng 5, tầng 6 gì của mấy cái nhà lầu ở dưới á nha. Wow. Chứ không phải là cao, ở đây không phải là thấp đâu. Mày bị đặt thức đêm đó mày. Ê, chín. Trời, ghê vậy. Đáng cơm quá. Chín luôn. Phượng khám phá nồi cơm hả? Mình chơi.